Chuyển sang phần tin thế giới, ngày 7 tháng 12, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của Hamas ở các khu vực miền Bắc lẫn miền Nam Gaza. Các lực lượng Israel đã mở rộng tấn công xuống phía nam giải Gaza từ ngày 4 tháng 12 và giao tranh với các tay súng của Hamas tại đây. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn của quân đội Israel cho biết, các lực lượng nước này đã giao tranh dữ dội với Hamas và đã phá vỡ tuyến phòng thủ ở Jabalia, Suraïa và Khan Yunis. Ông Hagari đưa ra tuyên bố này sau khi quân đội Israel bắt đầu tấn công vào các thành trì của Hamas ở trung tâm Khan Yunis, thành phố lớn thứ hai ở giải Gaza. IDF cho biết trong vòng vài giờ sau khi bao vây thành phố, các lực lượng Israel do sư đoàn 98 dẫn đầu đã chọc thủng tuyến phòng thủ của lữ đoàn Khan Yunis bao vây và tiến sâu vào thành phố. IDF nói rằng lữ đoàn Khan Yunis là một trong hai lữ đoàn quan trọng nhất của Hamas và thành phố Khan Yunis là trung tâm của nhóm vũ trang này. Israel cho biết các thủ lĩnh Hamas từ chính trị cho đến quân sự đã lớn lên trong khu vực Khan Yunis. Trước đó, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết lực lượng Israel đã bao vây ngôi nhà ở Gaza của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. IDF không đề cập đến vị trí mà họ nghi ngờ ông Sinwa đang trú ẩn mà chỉ nói rằng ông này đang ở dưới lòng đất.